Thưa quý vị, thưa các bạn, với đặc thù là ngành sản xuất sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên, trong đó có nguyên nhiên liệu không tái tạo được là đá vôi. Cùng với đó là vấn đề phát thải khí CO2 ra bầu khí quyển. Ngành công nghiệp sản xuất xi măng đang đứng trước bài toán cân bằng sản xuất với phát triển bền vững và đi đôi với bảo vệ môi trường. Để dần đi đến sản xuất các sản phẩm xi măng xanh thân thiện với môi trường, gần đây, Viện Vật liệu Xây dựng Bộ Xây dựng đã phối hợp với doanh nghiệp sản xuất xi măng đưa đề tài khoa học ứng dụng sản xuất xi măng từ xỉ lò cao, một nguyên liệu tận thu từ sản xuất thép vào thực tế sản xuất các loại xi măng có chất lượng cao với ứng dụng đa năng từ thông dụng đến các công trình có yêu cầu độ kết cấu cao ở những môi trường đặc biệt. Việc sử dụng xỉ lò cao vào trong ngành sản xuất xi măng thì xỉ lò cao là một cái sản phẩm phụ của ngành luyện gang. Do đó mà khi đưa xỉ lò cao vào trong sản xuất xi măng thì cũng là tiêu thụ, góp phần tiêu thụ vào cái chất thải trong quá trình sản xuất công nghiệp. Thứ hai nữa là xỉ lò cao lại là một cái phụ gia có hoạt tính rất là cao trong trong xi măng. Do đó mà khi đưa xỉ lò cao vào trong trong sản xuất xi măng thì giảm được hàm lượng cờ lên ke tương đối lớn. Xi măng thì đạt các cái tính chất rất là tốt như xi măng thì có thể chế tạo được là xi măng ít tỏa nhiệt, xi măng bền xuyên phát và xi măng bền trong môi trường nước biển. Đặc biệt là đối với cả các cái vùng của Việt Nam mà khi cần gia cố các cái vùng đất yếu thì xi măng xỉ là sử dụng rất tốt. Ở nước ta, việc phát triển vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường đã được chính phủ quan tâm chỉ đạo từ rất sớm. Đã có nhiều cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích phát triển các vật liệu thân thiện môi trường, khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ, đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường. Từ những cơ chế, chính sách khuyến khích, công ty cổ phần thương mại Top A đã đầu tư dây chuyền thiết bị để sản xuất các sản phẩm xi măng mang thương hiệu Sakin có thành phần xỉ lò cao theo công nghệ và tiêu chuẩn Nhật Bản, đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành tại Việt Nam. Cái lợi ích của cái việc là dùng cái sản phẩm S95 ấy, cho xi măng và bê tông ấy, là nó là phụ gia khoáng hoạt tính rất mạnh và nó hút vôi thừa ở trong xi măng và bê tông. Do đó cho nên nó làm tăng cái độ đặc chắc của bê tông cũng như là làm giảm cái lượng vôi thừa và làm tăng được cái độ bền nước biển cũng như là bền xuất phát. Và thứ hai là nó cũng giảm được nhiệt thủy hóa của các cái khối bê tông khối lớn. Một cái yếu tố nữa là cái này do là được nghiền rất mịn, tỷ diện của nó khoảng trên dưới 5.000 cm² trên 1 gam, cho nên là cái xi măng mà có sử dụng cái S95 này ấy, là nó rất là dẻo và rất là dễ thi công. Những ứng dụng từ đề tài khoa học của Viện Vật liệu Xây dựng cho thấy xi măng sử dụng xỉ lò cao giúp tiết kiệm đến 50% tài nguyên không tái tạo và giảm đến hơn 60% phát thải khí CO2 so với xi măng thông thường. Hoạt tính xỉ lò cao trong xi măng giúp tạo ra bê tông có tính chất trơ cao, giúp cấu kiện không bị ăn mòn và nứt vỡ theo thời gian. Độ mịn siêu cao của xỉ lò cao giúp cấu kiện láng mịn hơn, tiết kiệm cho khâu hoàn thiện. Công ty Top A với Viện Vật liệu Xây dựng của Bộ Xây dựng thì chúng tôi đã cho ra đời sản phẩm xi măng Sakim phù hợp sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, phù hợp các tiêu chuẩn của Việt Nam, phù hợp với cả khí hậu nóng ẩm của thời tiết của Việt Nam. Sản phẩm ra xi măng xỉ còn có tính vượt trội là phù hợp các cái công trình ven biển. Ngoài ra thì sản phẩm ra kim nó còn rất phù hợp trong các cái môi trường kiềm, trong cái sản xuất khoan cọc nhồi đất. Đấy. Đặc biệt là chúng tôi còn ra sản phẩm SK50 tương ứng với 50 MPa giúp cho các nhà bê tông sản xuất ra được các mắt bê tông cao. Việc sử dụng các vật liệu xây dựng truyền thống đang tác động xấu đến môi trường, gây ra nhiều hệ lụy như gia tăng khí thải, hiệu ứng nhà kính và ảnh hưởng môi trường. Do vậy, sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường đang trở thành xu thế phát triển và là mục tiêu hướng tới ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, góp phần vào sự phát triển xanh bền vững.